Các bạn biết tin gì chưa? Chấn động quận Đống Đa, Lẩu Quang đang có chương trình phát người yêu cho các thanh niên F3. Cùng mình đi kiểm chứng ngay nhá. Không chỉ riêng gì quận Đống Đa mà cơ sở nào cũng có. Và để tôn vinh cho những người độc thân vào ngày 11 tháng 11 này có thể tìm được tiểu thịt tươi của mình một cách dễ dàng, thì đơn giản lắm, chỉ cần mọi người đứng xếp hàng lấy vòng tay và làm theo hướng dẫn. Đừng ngại nếu bạn đang F3 bởi vì có rất nhiều người chơi luôn dành cho các bạn có đam mê tia bông cải xinh và tiểu thịt tươi như mình. Nên là nếu muốn có bông hoa vào ngày 14 tháng 2 thì phải trồng ngay từ bây giờ đi. Đấy, thì mình chỉ nói thế thôi, việc của mọi người là làm gì thì làm. Đối với phân khúc buffet học sinh sinh viên thì Lẩu Quang cũng thuộc dạng đông á. Đầu tiên phải nói đến đồ ăn kèm rất nhiều món, menu tận hơn 50 món tha hồ. Mình gọi nồi lẩu hai ngăn thái thì chua chua cay cay, nhúng bò rất cuốn, nấm thì thanh đạm ngọt vị nấm. Còn là học sinh sinh viên thì đi ăn phân khúc này là hợp lý rồi. Đồ món rộng mát. À quên, đang mùa đông mà. Nhưng mà view cực rộng để tụ tập. Với cái tên của nó thì bò mềm rất là mềm và ngọt, ăn cuốn cực ấy, ăn bao nhiêu thì ăn. Không giới hạn số lượng món, không giới hạn thời gian. Và nhất là đang cái trời lạnh lạnh như thế này, còn vừa mới lấy lương nữa chứ. Bạn mà không được mời đi ăn lẩu thì bạn cùi. Để ngày độc thân không còn độc thân thì nhanh chóng tới mà ghép đôi đi còn gì nữa. Hẹn hò không khó, để Lẩu Quang lo. Nhanh nhanh qua mà cho nhau yên tư để làm quen thôi. Biết đâu mai lại có người yêu ngay chứ đùa. Thấy cái chương trình này bên Trung Quốc nhiều rồi mà chưa có cơ hội để chơi thì ghé Quang thử xem. Hay mình ăn được cơ sở Huỳnh Thúc Kháng nha. Lận Hồ Tây mà không biết ăn gì thì các bạn có thể thử pizza nướng củ. Nếu so với pizza 4P thì 19 1 10. Tiền pizza nhiều rồi nhưng mà các bạn đã biết pizza Parma này chưa? Và đây cũng là lần đầu tiên mình được đứng cạnh nhìn người ta làm ra một chiếc pizza. Điểm mình thích nhất là đế bánh cực kỳ mỏng, được phủ trên một lớp sốt cà chua, sau đó thì sẽ được phủ một lớp phô mai cực dày ở bên trên. Để tiết kiệm chi phí thì mọi người có thể gọi mix hai loại lại với nhau. Lúc đầu cứ nghĩ để làm ra một chiếc bánh pizza phải mất 25-30 phút, nhưng mà không, người ta sẽ đo nhiệt độ ở trong lò nướng củi. Khi đạt tới nhiệt độ tiêu chuẩn thì mới bắt đầu cho pizza vào nướng. Và để hoàn thành một bể bánh thì mất tầm 10 phút thôi. Và quan trọng là đi ăn pizza nhưng chi phí lại không quá đi xa. Ở trong tầm giá thì cái này chỉ có tầm hơn 200k, rất tiện lợi cho các bạn khi mà đi date Hồ Tây. Một quán pizza nướng củi mà được anh chủ đích thân đứng làm thì các bạn phải biết chất lượng như nào rồi đấy. Ngoài pizza thì các bạn cũng có thể thử mấy món khác, tên của nó toàn tiếng Anh nên mình không nhớ cách đọc. Nhưng mà ăn cái khoai sốt kem và cả bánh mì này ăn nó đỉnh nha. Mì spaghetti thì ăn ở mức ổn thôi, nhưng được cái ở đây làm đồ nhanh không phải đợi chờ lâu. Cái súp bí đỏ ăn kèm với bánh mì này cũng lạ này, bánh mì nướng giòn tan ăn kèm với súp bí đỏ sánh mịn. Thêm vào đó có thể thử thêm chút salad cá ngừ để giải ngấy. Một quán pizza mà mình đánh giá đồ ăn ngon giá cả phải chăng thì mọi người không thể bỏ qua pizza Parma, nằm trong cung đường Hồ Tây, cụ thể là Đặng Thái Mai. Lần trước lên cho mọi người quán lẩu bò nhúng dứa đầu tiên tại Hà Nội. Chỉ khác với lẩu bò nhúng giấm ở chỗ, thay vì dùng nước dùng giấm để nhúng lẩu thì người ta ép nước cốt dứa mix với cốt dừa thì mới tạo ra được nồi lẩu nhúng dứa thơm thanh. Bạn nào chưa thử nhúng dứa một lần thì nên thử đi. Với cái thời tiết lạnh như thế này thì hôm nay mình sẽ lên cho mọi người quán lẩu bò nhúng dứa ở ngay trên phố Lê Đại Hành. Nhất định phải thử vào cái thời tiết này bởi vì nó siêu hợp. Đồ ăn cơ bản giống như bò nhúng giấm, vẫn có các món như là gân, nạm, gầu, đuôi bò, thủy, bò viên với cả bắp bò. Nhưng mà nhúng cùng cái nước dùng dứa nó lại ở một chân kinh mới. Buffet nướng hay là buffet lẩu giờ xưa rồi. Hôm nay là phải đi ăn lẩu bò nhúng dứa. Cái nước dùng dứa người ta làm nó trong mà nó không bị gợn dứa, nó rất là thơm, nhúng thịt vào đỉnh luôn á. Nhưng nói trước đây không phải buffet mà là combo nhá. Ăn kiểu này nó sẽ có ít sự lựa chọn nhưng mà chọn cái gì là chuẩn cái đấy. Thề với các bạn, cái tầm này ăn lẩu với tương nó đã gì đâu ấy, mà ăn kiểu này nó lại còn thanh đạm không bị ngán đâu. Ăn được mãi mà ăn đến hết luôn. Sau khi chấm hết nước chấm thì bọn mình ăn theo kiểu cuốn này đi, cho hết các loại rau ăn kèm cuộn cùng với thịt với bánh phở với bún, hứa ngon nha, không đùa nha. Lâu lắm bọn mình mới được ăn nồi lẩu mà ăn hết sạch như thế, mong là quán sẽ mãi giữ được phong độ như thế này để khi mình giới thiệu tới mọi người sẽ không làm cho mọi người thất vọng.